Các chế theo dõi chuyện thì đừng tiếc một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới khi ra nhé. Let's go! Ai? Thật ngại quá, làm phiền rồi. Tống Vân Tường. Chỉ là sâu kiến nhỏ bé, vậy mà cũng dám can dự vào chiến đấu của Thánh Giai. Tìm chết. Tinh hồn cấu trang. Màu tinh thần của tao nhân. Hình dạng phượng hoàng. Vậy mà biến đổi thành tinh hồn tướng khác. Tạp toái này là tả từ trong truyền thuyết hay sao? Ây, sao lại có thiết lập khó tin như vậy? Lôi phù quay lại. Không phải là bản thể hồn tướng thú sao? Là tiểu tạp toái vừa nãy sao? Ủa, người đâu rồi? Lôi phù đi. Tìm tiểu tạp toái đó cho tao. Với cảnh giới hiện tại của mình, đánh tên này giống như là gãi ngứa. Hình như là không vậy mà bị thương chút nào. Chỉ có thể tìm khe hở để quấy nhiễu. Mặc dù tào nhân có tính cơ động cao, nhưng mà gần như là không có thủ đoạn đánh trả. Lã bố có thể đánh trả phòng không, nhưng mà gần như là bia sống. Hồn tướng thú của Ngao Bính mặc dù là có thể dùng tạm, nhưng mà hồn lực bị đánh nổ tiêu hao quá nhiều. Nếu như có thể dùng vấn trọng là tốt rồi. Dùng võ trang cảm ứng tâm niệm khống chế khoảng cách xa, bản thể có thể dùng trận pháp để che giấu ở trên mặt đất. Này, cô ra ngoài cho ta. Sao thế ký chủ cá tạp? Trước đây não tử tốn sức lực lớn để phục chế ra tinh hồn tướng vấn trọng. Vẫn không thể nào sử dụng hay sao? Không được, ngươi biết mà, bởi vì nguyên nhân không thể kháng lực. Chúng ta không lấy được số liệu tinh thần phối màu. Nguyên nhân không thể nào kháng lực chết tiệt này.
Nếu như cô dùng cách trước đây làm ra AI tạo nhân, tùy tiện làm một phối màu tạm thời, dùng một chút có được hay không? Nếu như chỉ là phối màu tạm thời sử dụng một chút. Tôi cũng không biết, thử đi. Võ trang trung cấu. Phá không truy. Phá không truy. Xạ kích. Lôi phù phòng ngự. Tống Vân Tương nghĩ cách giúp tôi khống chế hắn. Bảo tôi khống chế hắn. Sư tỷ nào muốn tìm cơ hội đánh một trận thắng thua luôn sao? Thế nào rồi? Dùng toàn lực của tinh võng để chế tạo ra phối màu tạm thời. Ký chủ cá tạp lựa chọn một cái thử đi. Chọn cái gì mà chọn? Chọn cái nào cũng đều được. Tinh hồn cấu trang. Tinh thần sắc vấn trọng, bản phối màu tạm thời. Đặc biệt thanh minh, bản phối màu tạm thời của vấn trọng chỉ được sử dụng tạm thời để phục vụ nhu cầu xuất hiện ở trong truyện tranh. Không có bất cứ một mối liên hệ nào với phối màu vấn trọng ở trong tinh thần thực tế. Thành công rồi. Ký chủ cần đặc biệt thanh minh. Vấn trọng phối màu này là thuộc về phối màu tạm thời sử dụng. So với màu tinh thần thật sự tuyệt đối là không có bất cứ quan hệ nào. Biết rồi, biết rồi. Đi đi, cái chùy gì đó. Lại là tạp toái người. Cách tránh né quỷ dị này. Tạp toái này hình như là có kinh nghiệm phong phú ở trên phương diện tâm niệm cảm ứng vũ trang. Mặc dù là công kích không đau không ngứa, nhưng mà thật sự khiến người khác phải kinh tởm. Dùng danh của tinh hồn tướng vấn trọng. Mượn thiên uy dùng một chút. Lôi đầu. Thiên lôi tiếp diễn.